Anh Minh ơi, cái vụ án mà hôm mà rể Vũ nó giết con gái anh là hôm cái ngày mấy anh Minh ha? Ngày mấy ha? Thì ngay cái ngày mà nó chết là ngày mùng 2 tháng 10 âm lịch, Dạ, ngày tức Tây ngày anh. Tây là 14 tháng 11 dương lịch. Dạ, tới nay là coi như tới nay anh, bữa nay ngày mấy ta? Tới Bữa nay nay là coi như là gần một năm rồi. cái này nay mấy tây anh? Nay như là Nay đây mùng là 9 mùng 9 tháng 10 tây tháng ha. 10 Tây. Gần năm mà. Ôi rồi nay cái vụ án là nay xử chưa anh? Xử chưa? Nghe người người em út của Vũ vô rổng thăm á, thì Dạ. công an nói là 2 năm mới xử Dạ, 2 năm đó, sẽ đúng lâu 2 năm quá mới xử. Thì tôi cũng có làm tờ bãi nại cho nó, dù sao ha. nữa con tôi nó cũng đã chết rồi, bây giờ còn 2 đứa cháu ngoại Dạ. đây Dạ dạ dạ. đó. Như là một đứa lớn thì nó bên kia, bên bà nội đó thì không tính, còn Dạ. hai đứa cháu nội, hai Bé đứa 5 cháu ngoại tuổi đây, ha, nhưng đứa bé 5 tuổi với một đứa tuổi rồi. 11 tháng Dạ. Ở với đó. anh hay ở với anh? Một đứa 5 tuổi ở với cô nó, còn một Dạ. đứa 11 tháng ở với tôi. Dạ dạ Tại dạ. vì tôi với bà xã tôi ấy, cũng già quá rồi, không có làm gì ra tiền, bảy mấy tuổi hết trọi rồi. Dạ. Thì đâu có làm gì ra tiền, nhờ con nó đi làm thợ hồ, ở Dạ. làm phụ hồ ấy, rồi nó lay lắt 3 ngày với tôi thì thôi, chứ tôi đâu có biết làm gì nữa đâu, bây giờ đâu có ai làm, đâu ai cho Dạ. tôi làm gì, lớn tuổi rồi Dạ. đó. Anh Minh ơi, bây giờ hiện tại Vũ nó bị nó tạm giam đâu vậy anh? Tạm giam ở Củ Chi, Cũng vậy, cũng trong cũ luôn Củ anh. Chi, Dạ. Củ Chi. Dạ. Rồi có con người nhà chắc có lên thăm nó anh em. Nghe nói là cũng có người Dạ. nhà vô thăm. Dạ. Dạ. Bé Hà Na bé lớn là giờ ở dưới bên 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 nội dạ bên nội nó. đó. Rồi hai đứa nhỏ là anh nói rồi rồi hiện tại bây giờ là anh với chị chứ con bé nuôi con bé nhỏ nhất con bé anh hai một năm tuổi á, năm Là tuổi á. Dạ. giờ Rồi cũng anh lớn lúc tuổi này rồi anh khỏe không anh chị khỏe không? thì cũng nhờ trời, tôi cũng đang bệnh tim, mới Dạ. khám đi tái khám về Dạ. đó, thì cũng bớt bớt rồi, Dạ. Hồi còn nãy em thấy anh đi ngay sạp báo em là anh đi khám bệnh hả? đi khám bệnh. Dạ dạ. Chị khỏe không anh? Bà xã tôi thì bả đi Dạ. đứng thì khó khăn, bả ngồi xe lăn không à, Dạ. đó, giữ Cái ra đi tay anh chợ. nè. Tay anh nó bị xuất huyết da. Hay có chữa chưa? Đâu có chữa gì hết Dạ đâu dạ mà. đúng rồi, cái tay xuất huyết da nó chữa nè, nó xuất huyết da nè. Vậy anh ký bảy ngày cho Vũ hả anh? Rồi 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 ở trong trọng người ta sao? Ta giải quyết tôi ký sao? vay nợ cho Vũ rồi, do Dạ. bà chị của nó, bà chị Dạ. nó qua nói với tôi, tôi thấy thôi bây giờ con mình, bây giờ nó mình có làm khó làm dễ người ta thì con mình cũng không sống lại. Ở với phần mình còn 2 đứa cháu ngoại đây, con của Vũ, 2 đứa đây. Dạ. Thì bây giờ thôi mình bãi nại, mình cũng ăn chay niệm Phật, thử Dạ. ra Dạ. mình bãi nại Dạ cho nó dạ. về để nó nuôi con nó. Dạ dạ. Mình cũng đâu có sống lâu đâu, sao nuôi con nó đổi. Dạ dạ. Đó Làm anh mà anh ký được mấy này rồi trọng người ta ta có hướng dưới sao anh? Người bữa hổm mà có nghe mấy ông công an nói là hai ông bà, một ông ký và bà chưa ký, chưa có giá trị, Dạ chỉ chưa thì ký ha. Dạ tôi cũng thuyết phục bà xã dạ. tôi, Dạ để bà dạ xã tôi ký bãi dạ. nại cho nó để nó về Dạ. nuôi con nó, tôi cũng không sống đời mà nuôi nó đổi. Dạ. Mấy đứa nhỏ tội nghiệp lắm. Dạ. Vì có những người mà học đời như Trang em á, chứ có một số người ta cũng quan tâm, ta cũng thích tiếng hát của Hoàng Vy lắm. Nói chung ta có yêu mến tiếng hát Hoàng Vy. Rồi ta cũng biết bây giờ tình hình gia đình anh sao phải không? Có nhiều người cũng muốn giúp anh. Đó, thì cái chừng nào mà nếu vụ án nó xử anh cũng cho tôi biết anh ha. Như người ta cũng biết, ta quan tâm Ví dụ tới anh vụ nữa. án này xử thì tôi cũng Dạ. lên cho anh em bà con các chú các bác rồi biết. Dạ. Dạ. Ta cũng mong xử sớm ha. Rồi anh chỉ ký nè, nó về được lo cho mấy cháu. Dạ. Thôi giờ anh hát bài anh Minh ha, hát đỡ buồn ha. Chứ buồn hoài cũng vậy. Rồi tôi xin hát Dạ. với anh em một bài nha. Dạ đúng rồi, để buồn hoài cũng vậy không ạ.
Bài gì anh Minh? Xin một ngày mai có nhau. Dạ. Của Đức Huy. Dạ. Lại đây một buổi chiều ướt cơn mưa, còn lại đây sương mù đường vắng tiên đưa những kỷ niệm buồn nhưng thoáng vầy, những lúc lòng chấp cánh xa bay, còn lại đây hàng cây lá úa sau đông, còn lại đây cũng đàn buông tiếng thơ lòng.